Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết tại các tỉnh miền Bắc nước ta đang trong những ngày cuối tháng 8 được nhận định sẽ chủ đạo là nắng ráo. Trưa chiều khá oi nóng với nhiệt độ cao nhất có thể chạm ngưỡng nắng nóng nhẹ là khoảng 35-36 độ ở một số nơi tại khu vực Bắc Bộ. Sau đó, từ đêm ngày 31 tháng 8 sang 1-2 ngày đầu của tháng 9, tức là dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì mưa rào và dông sẽ lại gia tăng trở lại tại các tỉnh miền Bắc. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm như là dông sét và gió giật mạnh. Lui xuống Trung Bộ, thời tiết duy trì ổn định, đêm không mưa, ngày nắng. Nắng nóng xuất hiện tập trung chủ yếu tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 34 cho tới 37 độ, có nơi cao hơn. Khu vực phía Nam, các tỉnh từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận, nắng có phần dịu nhẹ hơn, với nhiệt độ cao nhất ngày chủ yếu dưới ngưỡng 34-35 độ. Về chiều tối và tối có thể lác đác xuất hiện mưa rào nhẹ cục bộ và kết thúc nhanh. Gió Tây Nam ở phía Nam duy trì hoạt động với cường độ trung bình sẽ tiếp tục là tác nhân gây ra những cơn mưa dông tập trung về cuối ngày cho các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới. Trong cơn dông, bà con cũng nên cảnh giác cao với dông lốc và gió mạnh có thể đi kèm. Còn về nhiệt độ thì nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên phổ biến ở mức là 29 cho tới 33 độ, còn khu vực Nam Bộ dao động chủ yếu từ 30 cho tới 33 độ, có nơi chạm mức 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi và có gió nhẹ, riêng phía Đông thì có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác trong ngày 29, tạm giảm trong ngày 30 và có xu hướng sẽ gia tăng mưa trở lại khoảng từ 31 tháng 8. Thịnh hành gió Nam đến Tây Nam có cường độ yếu cho tới trung bình. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 28 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!